Vừa qua thông tin vụ việc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử năm 2023 có chi tiết nhầm lẫn, thời gian diễn ra sự việc đang gây xôn xao dư luận. Trước những sự phản ánh liên quan đến đề thi, đại diện ban ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói nguyên nhân là do sót từ và câu hỏi chưa chặt chẽ trong đề thi lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông, không ảnh hưởng đến kết quả chấm thi và quyền lợi của thí sinh. Một câu hỏi trong đề thi lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 được nhiều giáo viên phản ánh có chi tiết chưa chính xác, gây tranh cãi trong khi việc chấm thi đã gần hoàn tất. Chiều ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, trưởng ban đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông xác nhận thông tin phản ánh của một số giáo viên liên quan đến câu hỏi số 15, mã đề 301 môn lịch sử. Thứ tự câu hỏi thay đổi theo các mã đề khác nhau. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có nội dung hỏi về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tham dự hội nghị quốc tế nông dân. Ông Hà cho biết, câu hỏi này chưa chặt chẽ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chấm thi và quyền lợi của các thí sinh. Để câu hỏi chặt chẽ hơn, theo ông Hà, câu hỏi nên là: Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến tham dự hội nghị quốc tế nông dân khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây? Đáp án do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố là A. Liên Xô. Trước đó trong đề thi môn lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 xuất hiện câu hỏi. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc tham dự hội nghị quốc tế nông dân khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây? A. Liên Xô B. Phần Lan C. Angola D. Algeria. Tuy nhiên, theo một số giáo viên, khi đối chiếu với thông tin ở các tài liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh có sự sai lệch về thời gian. Trong khi đó, một số giáo viên lịch sử lại cho rằng, trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 cơ bản ghi, tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô để dự hội nghị quốc tế nông dân và đại hội lần thứ 5 quốc tế cộng sản mùa 1924. Như vậy, nếu đối chiếu theo sách giáo khoa thì câu hỏi này không sai về mặt dữ kiện. Trong khi đa số học sinh chỉ học sách cơ bản nên nội dung câu hỏi phải điều chỉnh cho chặt chẽ, chính xác, tránh gây tranh cãi.